Chào cả lớp. Cả lớp chào cả chấm lớp bi. Chào chị. Mình giới thiệu mình là Mão. Mình đến từ Hải Phòng. Cả lớp chào chị Mão. Hôm nay mình đến lớp học của Thế Lam. Thì thực sự là đúng Thế Lam là rất là tình cờ, bởi vì là bản thân mình là chủ spa cũng được 4-5 năm nay rồi, nhưng mà hiện tại bây giờ khi mà mình phát triển thêm cơ sở ở trung tâm thành phố thì mình gặp rất nhiều khó khăn về cái vấn đề là mình đầu tư về marketing quảng cáo nhưng thực sự không hiệu quả. Thế và cái vấn đề khi mình mở ra một cái quy mô lớn thì cái vấn đề quản lý nhân sự, tuyển nhân sự mình gặp rất nhiều khó khăn. Thế mình cảm thấy rằng là cái công việc của mình từ trước đến nay là mình làm kinh doanh về nhiều mảng, mình cũng rất thành công về trong cái lĩnh vực kinh doanh của mình, nhưng đến bây giờ mình cảm thấy rằng là mình tụt hậu, bởi vì là trước kia là mình chỉ quản lý kinh doanh theo cái kinh nghiệm của mình và cái mô hình kinh doanh trước kia, chứ nó không hợp với cái thời đại 4.0, và mình cảm thấy rằng mình rất là tụt hậu nếu như mà mình không cập nhật và mình không học hỏi nó thì mình sẽ lùi lại mất. Thế cho nên là khi mình lướt Facebook thì mình cũng gặp đúng là cái từ khóa mà thầy Lam đã quảng cáo là làm thế nào để sập đá đông khách. Thầy thả tính thành công đấy, thầy thả tính rất là thành công, thầy gọi là vẫn đi vào insight rất là sâu. Thế nên là mình đã đăng ký cái lớp hội thảo của thầy. Thế và khi sau cái buổi hội thảo đấy là mình đã đặt lịch combo của thầy luôn, mặc dù là lúc đấy là mình không có cầm tiền theo, mình chỉ có đặt cọc 10 triệu thôi. Đấy, thế là đến ngày hôm nay là mình học được đến cái buổi học này rồi thì mình cũng thấy được rằng là giải quyết được nhất rất nhiều những cái vấn đề mà mình đang vướng mắc. Thực sự ra là cái ngay cái buổi học mà thả thính của cái buổi hôm trước ấy, là khi mình về mình cũng đã triển khai với nhân viên của mình và mình cũng đã có một lượng khách mình chốt được cái liệu trình 1 năm là cũng khá là ok. Mình thấy rằng là đấy là những cái mà mình gặt hái được từ những cái khóa học của thầy. Thế nên là mình thấy rằng là cái khóa học của thầy rất là bổ ích và mình hy vọng rằng là cái buổi sau nữa thì sẽ giúp được mình nhiều hơn nữa về cái vấn đề mà mình đang khúc mắc. Cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe cái chia sẻ của mình.